Rồi. Xin chào tất cả anh chị nha. Hôm nay em lên lô cần thăng gồm có 10 cây. Cần thăng của em lên lô này á thì gồm có ghép ghép cam và ghép hạnh. Ghép hạnh thì ít hơn, ghép cam Mỹ thì nhiều hơn nha anh chị. Đây, cây đầu tiên em xin giới thiệu với anh chị luôn. Cây này là cây ghép cam Mỹ. Mã số 53 nha anh chị. Lô này á thì em solo với anh chị là giá 450.000 một cây, bao ship nha anh chị. Cần thăng này nhỏ thôi. Đó, so với mình tay của em thì nó cũng được, không có nhỏ lắm đâu. Nhưng mà đối với vườn của em á thì nó như vậy là đã gọi là nhỏ rồi. Đó, trái nè. Trái cũng khá nhiều anh. Dạ, trái nhiều anh, trái rất là nhiều. Bông nụ tược đồ các chuẩn bị nha. Trái là quanh năm nha anh chị. Đây, anh show bộ đế giùm em đi. Cho anh chị xem. Tại vì vườn em số lượng nhiều quá đi, bởi vì em không có lên chậu để chế biến theo cái sở thích từng người. Anh chị khi về á thì mỗi người mỗi sở thích, mình lên chậu khác để nó tốt lên cái vẻ đẹp của cái cây mình nhìn sẽ thích hơn. Em có bán cho mấy anh á, mấy anh về đổi chậu khác á, là nhìn là mình nhìn mà mình còn thấy thích, chứ đừng nói chi là những người khách hay những người mà người ta đi tham quan hay như thế nào người ta gặp là mới đẹp. Rồi, cây này bộ đế đẹp lắm nha anh chị, 450. Lô này gồm có 10 cây đồng giá nhau hết nha anh chị, 450. Trái này thì chín màu vàng, cực kỳ đẹp rồi. Rồi, em cho qua cây này nha, em xin lên cây tiếp theo. Cây này mã số 53. Cho qua. Rồi, cây tiếp theo giới thiệu nha, lần lượt luôn đi. Đây, cây tiếp theo của em là mã số 52 nha anh chị. Cây này cũng có trái nha. Trái này là vừa chơi Tết luôn. Đó. Để cho anh chị tham khảo. Đây, em xin quay một vòng để cho anh chị show cái tổng thể cái cây nè. Đầu tiên là bộ đế nè, bộ đế là cực kỳ nha anh chị. Đế là cái đế này rất là chắc nè. Cây rất là đẹp, bộ đế rất là cứng cáp, rất là khỏe nha. Đó. Dở quá, tới nay chưa đầu tư được bộ đế nữa, mắc quay tên bằng tay gì không à. À, anh chị thấy rõ không? Anh quay giùm em tổng thể nha, lấy cây, lấy trái, lấy rễ đi, quay xa xa cũng được nè. Cây thì nó quá đẹp rồi, nó không có gốc chết rồi, gốc nào cũng đẹp chứ. Mấy anh chị muốn tốt lên vẻ đẹp nữa thì về đổi chậu khác thôi, cực kỳ. 450 nha anh chị, trái chín màu vàng, bông cực kỳ thơm mùa buổi sáng luôn. Đây, mã số 52 nha anh chị. Ai thích cây này thì thấy ưng ý hợp nhãn thì chốt cây này giùm em. Rồi, em cho qua nha. Lên hàng này luôn đi. Đây, tiếp theo. Đưa cây này ra là em thấy chưa gì đã, em thấy một trái thiệt là to tướng rồi đó. Đây, khủng đây, hàng khủng long. Trái kinh khủng không? Nè, trái nè mấy anh chị, quá nhiều luôn. Cây này là trái quá dữ. Anh chị nào thích trái thì lựa cây này là hết bài ưng ý luôn à. Đây, bông nữa này. Bông này á, cây cam Mỹ này là có trái quanh năm nha anh chị. Bông liên tục. Chăm sóc cũng rất là dễ à, không có. Cây này mã số là 19. Đây, em cho coi bộ đế tiếp theo đây. Mã số bộ đế 19 nha anh chị. Trái chín màu vàng nha, quanh năm luôn. Cực kỳ đẹp. Như trái gì là mấy anh chị chơi Tết vừa luôn á. Những mấy trái mà cỡ cỡ này đó là tới Tết nó sẽ chín. Màu vàng cực kỳ sung túc luôn. Bông thì buổi sáng có bông khi mà nó gộ bông, buổi sáng mình ra là thơm ngạt ngào ngạt luôn. Ủa anh, trái chín gì mình có ăn được không anh? Trái này chín ăn được bình thường nha anh. Cam mà. Đây, anh cho giùm em cái gốc bộ đế này đi. Đế rất là đẹp nha. Rồi ha anh cameraman. Em cho qua nha. Cây tiếp theo em giới thiệu với anh chị á, là cây mã số 40. Cây này á, thì nó có phần hơi trực, nó đẹp. Trái á, kỳ không? Trái này mà anh chị đếm sơ được đi, đã trên 10 trái rồi, chưa gì là đem về dắt cam uống thôi là đã lấy vốn rồi. Đây, trái quá nhiều luôn, quằn quại. Còn bộ đế nè, bộ đế cũng hết sảy nha, bộ đế không tầm thường đâu. Cây này mã số 40 nha anh chị.
Cây này đồng giá hết sao anh? Đồng giá hết anh ơi, lô này 10 cây là đồng giá hết là 450. Trái cực kỳ không? Trái quá nhiều. Rồi cây này thì tổng thể nói như vậy thôi. Nhìn qua là đã thấy trái, thấy gốc cực kỳ rồi. Em cho qua nha. Cây này không cần gì để giới thiệu nữa rồi. Quá đẹp. Tiếp theo, cây này em giới thiệu với anh chị. Cây tiếp theo là một cây là gọi là cần thăng ghép cam Mỹ. Hai loại là ghép cam Mỹ và ghép hạnh. Hạnh còn có tùy dùng miền, hạnh còn kêu gọi là tắc anh chị, tắc hạnh. Có nơi thì kêu bằng hạnh, có nơi thì kêu bằng tắc. Đây, hạnh đây, tắc cũng là đây luôn. Anh chị thấy đó, trái này bắt đầu chín rồi. Đẹp cực kỳ không? Trái chín ngã vàng anh chị. Đây là hạnh nha, cam trái chín vẫn ngã vàng nghe, hoặc thậm chí là màu vàng đó. Còn vàng óng ánh đẹp hơn của hạnh này nữa. Đó. Cây này thì đặc biệt là ghép hai loại. Đây bông này, bông này của cam Mỹ nè. Bông cam Mỹ này là buổi sáng cực kỳ thơm luôn. Buổi sáng mà ví dụ như anh chị mà trồng ha, mở cửa ra là thơm, là gọi là bát ngát luôn đó, ngạt ngạt cực kỳ luôn. Cây này cũng đồng giá như mấy cây kia luôn ha anh? Dạ, lô này đồng giá hết anh, 450. Đây trái nè, trái này khi chín là vẫn màu vàng nha, màu vàng đặc biệt là nó vàng đẹp hơn là của thằng hạnh này nữa. Rất là sung túc. Đây, anh quay tổng thể lấy luôn bộ đế giùm em cái ha. Giới thiệu cho anh chị cây này. Mã số thì để em quay qua đây rồi em công bố sao. Tại vì mã số nó nằm khuất rồi, em chưa thấy nè. Mã số 26 nha anh chị. Cây này mã số 26. 450, lô này đồng giá hết. Rồi em cho qua cây này ha anh. Lô này 10 cây cũng còn nhiều nha anh chị. Để em quay lên từ từ em show hết. Vườn của em á là có khoảng 200 cây, hiện tại nó còn khoảng chắc cũng cỡ 200 mấy á. Còn rất là nhiều. Là em khi mà là công ty có thời gian á, em mới quay về á, em mới quay video lên được cho anh chị tham khảo. Có nhiều anh chị cũng có gọi và hỏi thăm rất là nhiều. Mà em đi làm, em lâu lâu em mới có dịp để về em quay đưa lên. Cái này là vườn nhà em luôn. Tại vườn. Đây, trái đây. Bông nữa nè anh chị, bông này rất là thơm nha. Bông này thật ra cái nhị này là sắp thành trái rồi nè. Đó, nó là trái quanh năm. Trái quanh năm luôn. Anh chị chơi thoải mái, không có lo mà cái vấn đề mà về chăm sóc rồi không có trái này kia nọ, không có chuyện đó. Đây, trái nhỏ nè. Rồi, bộ gốc nha. Cái này mã số mấy đây, em coi. Mã số 51 nha anh chị. Bộ đế cực kỳ đẹp nha. Bộ đế này là tiềm năng lắm nè. Tiềm năng cho những anh nào thích lên chậu để chơi nè. Về là hầu như khỏi sửa luôn, chỉ đổi chậu thôi. Đã đẹp rồi. Có bông, có trái. Gốc đẹp. 450 nha anh chị. Trái chín màu vàng nha, cực kỳ sung túc luôn. Rồi thôi, em xin show cho qua nha. Mã số 51 nha anh chị. Quá đẹp luôn rồi. Rồi, giới thiệu cây này đi. Đây, một cây hai trái đây. Đó giờ mình có nghe cây hai trái không? Đây cho mấy ông ship của em coi. Mấy anh ship mà hổng về cũng kêu em quay hoài luôn nè. Nói chung là thích mấy anh lắm nhưng mà em không có thời gian để về mấy để quay. Em bán gì đam mê mà. 69 luôn. Một cây hai trái nha mấy ship. Chọc chơi thôi chứ cây này là cực kỳ đẹp chứ không có thường đâu. Bộ đế nó rất là đẹp. Nhưng mà cái cây này cái hình của nó là đang giống như là cái thân ghép nó là đang đổ rồi. Nên anh chị lên chậu nhẹ thêm phát nữa thôi, cực kỳ đẹp. Đây, em show đế nha. Cây hai trái đây nha. Ủa anh, như cây mình hai chậu khác nữa, cái cây mình có sao không anh? Dạ, thay kỹ thôi anh. Thật ra anh này nó gọi là thần chậu rồi. Anh chỉ cần gặp cái chậu này ra và đãi qua anh kia một cách nhẹ nhàng, cẩn thận tí xíu. Đừng cho để bể chậu nhiều quá là không có mắc sức, bình thường thôi. Dạ. Cây tại vì cây thần chậu chứ không phải cây mình bứng lên mình mới ngại thôi, còn nó thần chậu thì nó khác, mình vẫn chuyển chậu một cách cẩn thận là xong rồi. Em cho qua cây này nha, cây này thì quá đẹp rồi. Mã số là 69, 450 ngàn anh chị.
lô này động giá, giá thì em sẽ không nhắc lại nữa. Đây, một cây để anh chị chơi Tết đây. Cây này lý tưởng luôn, trái nhiều. Thứ nhất là trái nhiều nè, trái vừa để chơi Tết nè. Trái quá nhiều luôn. Đó, nhóc trái cho ha anh chị. Bộ đế thì anh chị tự xem và cảm nhận thôi. Tại vì cái này á là mỗi người một cách chơi. Đôi khi em thấy đẹp nhưng mà anh chị lại thấy chưa đủ. Chẳng hạn gì, mỗi người một cái cách thưởng thức. Bộ đế này đối với em thì quá đẹp rồi. Anh nè, những cái u nằng đồ các thứ quá đẹp. Ủa anh, như mình bán vậy rồi mình có bao ship luôn không anh? Dạ, hiện tại là giá này là bao ship rồi đó. Nhưng mà ship cũng ở trong phạm vi nào thôi. Chứ nếu mà xa quá, chi phí cao quá thì chắc em phải giống như thỏa thuận lại tí xíu với khách. Chứ xíu. Rồi để em quay vòng rồi em công bố mã số lại nha. Trái quá nhiều, gốc quá đẹp. Cây này mã số 35 nha mấy anh chị. Rồi, để em lên một cây tiếp theo cho anh chị ha. Cây này thì quá đẹp rồi, khỏi bàn. Cây này mã số nè, cây tiếp theo nha. Cây này là mã số 72. Ồ, cây này theo cái cách cảm nhận của em là một cái form này là để cho nhiều ý tưởng lắm nè, để cho anh chị khai thác nha. Cái bộ đế này ở dưới đây là còn rễ nhiều lắm nè, nhưng mà tại vì cái chậu này đối với những chậu ngủ này em trồng em không có mồi hết lên, em cứ đãi như vậy thôi. Còn anh chị về thì anh chị khai thác ha. Cái form cái giọng này là quá đẹp rồi, anh chị về chỉ cần một thêm ý tưởng nữa thôi là khai thác được hết tiềm năng của nó thôi. Đây em show nha, để nè, cây nào cũng có trái nha anh chị. Đây trái nè, trái này rất là nhiều nha, còn dễ dứa nè, trong phía trên này không đâu. Rồi bộ gốc luôn nha, bộ đế nha. Mấy cây này là em ghép cũng khoảng năm mấy, gần 2 năm hết rồi mới có trái như thế này, nên mấy anh chị yên tâm, không phải cây non đâu. Mã số 72 anh chị. Ủa, quá đẹp. Rồi thôi em xin cho qua cây này nha. Rồi cây cuối cùng trong lô 10 cây của em, 450.000 bao ship. Hôm nay cũng tranh thủ lắm mới quay được lên lô 10 cây này cho mấy ship coi nè. Cây này thì không cần giới thiệu nữa rồi, để cho mấy anh chị tự cảm nhận thôi. Khỏi phải bàn, cây nào nó cũng đẹp hết á, không có cây nào xấu, nó có đẹp nét, mỗi cây nó cũng có một cái nét đẹp riêng. À cây này có trái chính nè anh Thịnh. Thấy không? Đây, quay cho mấy anh chị mấy ship mình coi. Đó, khi trái chính nó sẽ ngã màu vàng như thế này. Và bắt cái này là nó mới chỉ bắt đầu ngã thôi nha anh chị, nó sẽ là vàng luôn, nó vàng hết trái và vàng đậm hơn nữa, cực kỳ đẹp luôn đó. Cây này khi gửi mà phải gói kỹ, chứ đôi khi động nhánh hay là như thế nào trong quá trình vận chuyển mà người ta ship ra mà nó bị rụng ha là em cũng đau lòng lắm thật sự. Gửi tới mà anh chị mà phản hồi mà gãy nhánh ha, ABC các thứ là thật sự rất là đau, tại vì bán gì đam mê mà. Đây anh show kỹ giùm em cây này nha. Cây này là em nói là chỉ để cho mấy ship cảm nhận thôi, chứ còn không cần phải giới thiệu nữa. Hết lời. Cây này cũng đẹp chứ. Cây này đặc biệt có trái chín. Cây này thì vẫn kịp Tết nha mấy anh chị. Trái này mấy trái này chín trước. Còn mấy trái nhỏ nè, vẫn còn nè. Bên đây vẫn còn nè. Quá đẹp. Xài quá ha anh. Này dễ chăm sóc anh nè. Dễ trái. Chăm sóc nhẹ thôi là trái hoài tới. Rồi bây giờ em xin kết thúc lô 10 cây 450.000 bao ship của em đây ha. Xin chào tất cả anh chị mấy ship nha.